Hôm nay chúng ta nghe về một số ý tưởng suy gẫm qua sách Gióp. Có 6 điểm. Thứ nhất là sự vinh quang của Chúa. Thứ hai, Đức Chúa Trời chiến thắng Satan. Thứ ba, Leviathan hay là chim sẻ. Thứ tư, tại sao người công bình lại phải chịu đau khổ. Thứ năm, vài suy gẫm về tình bạn. Thứ sáu, sự an ủi từ sách Gióp. Thứ nhất, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va. Gióp trở nên nhỏ bé khi ông nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời và ăn năn trong tro bụi. Vì hạ mình đầu phục Đức Chúa Trời, Gióp đã trở thành một người cầu nguyện thay hữu hiệu cho những bạn bè của mình. Gióp chương 42 câu 1 đến câu 6. Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: "Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu biết gì lại dám che ám ý chỉ của Chúa? Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến, tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi." Ê-sai đã nhìn thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và cảm thấy sự ô uế trong môi miệng mình và ở giữa một dân sự ô uế. Ê-sai bị hạ xuống như vậy đã được Chúa sai đi mang thông điệp phán xét đến với nhà Israel đang chống nghịch. Ê-sai chương 6. Về năm vua Ô-si-a băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che thân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: "Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài." Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: "Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân." Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: "Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi." Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: "Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi thưa rằng: "Có tôi đây, xin hãy sai tôi." Ngài phán: "Đi đi, nói với dân này rằng: các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem, nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng nặng tai, mắt nhắm, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng?" Tôi lại nói: "Lạy Chúa, cho đến chừng nào?" Ngài đáp rằng: "Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va rời dân đi xa và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông cây rẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó." Phi-e-rơ thì quỳ gối xuống trước Chúa Giê-xu ăn năn sau một mẻ đánh cá rất lớn. Nhưng sau sự sỉ nhục này thì ông được Chúa phái đi đánh lấy người. Luca chương 5 câu 1 đến câu 11. Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên bờ hồ Kinê-sa-rét, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: "Hãy trèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá." Simon thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới." Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Các bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội." Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy.
Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: "Đừng sợ chi. Từ nay trở đi, người sẽ nên tay đánh lưới người." Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô trong lúc đang bắt bớ các tín đồ Đấng Christ thì một ánh sáng chói lói hơn mặt trời chiếu xung quanh ông. Ông ngã xuống đất, ông bị mù, nhưng ông đã nghe thấy những lời bảo ông rằng ông được sai đi để mở mắt cho các dân ngoại. Công vụ chương 26, câu 7b đến câu 23. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo. Tức là lúc này là Phao-lô đang đứng trước mặt vua Agrippa. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy lễ cả, thì tôi bỏ tù nhiều người thánh và lúc họ giết các người đó tôi cũng đồng một ý. Và lại, tôi thường chảy đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa Mách có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả đương đi dọc đường. Muôn tàu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống chói lói hơn mặt trời sáng lòa xung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất. Và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: "Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy." Tôi thưa: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa đáp rằng: "Ta là Giê-xu mà ngươi đương bắt bớ. Song hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là ngươi ta sai ngươi đến, đang mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ." Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết tôi khuyên dỗ người thành Đa Mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn, nhỏ. Không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói đến. Tức là Đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết, phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Sứ đồ Giăng thì nhìn thấy sự hiện ra vinh hiển của Chúa và ngã xuống dưới chân Ngài như chết. Nhưng bàn tay của Chúa đã đặt trên ông. Ông được phép nhìn thấy và viết ra những điều kỳ diệu. Khải Huyền chương 1 câu 9 đến 20. Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: "Điều ngươi thấy hãy chép vào một quyển sách mà gửi cho bảy hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardes, Philadelphi và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: "Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời. Cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép lấy những sự người đã thấy, những việc hiện nay có và những việc sau sẽ đến. Tức là sự mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Vinh quang của Chúa làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé,
Nhưng đó chính xác là điểm khởi đầu để chúng ta đi theo Chúa và khao khát được phục vụ Ngài. Đó là điểm khởi đầu của chương trình của Chúa trên con người. Quan sát thứ hai là Chúa chiến thắng Satan. Gióp chương 42 câu 12. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đăng thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Satan biết về Gióp rõ. Nó biết bản chất sa đọa mà lời nói dối của chính nó đã tạo ra trong vườn Ê-đen. Satan thưa với Chúa ở trong Gióp chương 1 từ câu 9 đến 11. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, động đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Và chương 2 câu 4, Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy ra đền ra, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Thật là một suy nghĩ nghiêm trọng và khủng khiếp. Đó là Satan biết rõ chúng ta và hiểu được nguồn gốc của những suy nghĩ và ý chí của chúng ta. Nhưng mặc dầu Satan có hiểu Gióp theo cách này, nhưng hắn không hiểu được Đức Chúa Trời của Gióp. Những lời khuyên của ân sủng quá lớn đối với hắn. Vì lý do này, Satan luôn phải chịu thất bại trong quá trình lịch sử của thế giới. Mặc dầu Satan nghĩ rằng nó đã chiến thắng các tín đồ vì hắn liên quan đến Đức Chúa Trời trong mọi việc hắn làm, cũng như trong những kế hoạch hắn dự định chống lại chúng ta. Tức là chỉ có bởi sự Chúa cho phép thôi, nó mới xảy ra. Khi Satan tưởng chiếm hữu được khu vườn Ê-đen mà Chúa dựng nên cho Adam, trước sự hoang mang của hắn, thì hắn đã có sự chạm trán với Chúa và Đức Chúa Trời tuyên bố sự hủy diệt của hắn ở trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 14 đến 15. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bị bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Khi hắn xúi dục David kiểm kê dân số, thì sân đạp lúa của Ornan lộ ra. Và nơi mà lòng thương xót chiến thắng sự phán xét, thì tại nơi đó đã trở thành địa điểm để xây cất đền thờ. Một Sử Ký chương 21 câu 18 đến 30 và chương 22 câu 1. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va biểu cát nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. David đi lên theo lời của Gát đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói ra. Ornan xây lại thấy thiên sứ, bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Và bây giờ Ornan đương đập lúa miến. David đi đến Ornan. Ornan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đập lúa, sấp mình xuống đất trước mặt David mà lạy. David bảo Ornan rằng: Hãy nhượng cho ta chỗ sân đập lúa để ta cất tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Hãy nhượng cho ta thật giá bạc nó, hầu tai vạ ngừng lại trong dân sự. Ornan thưa với David rằng: Vua hãy nhận lấy nó. Xin vua chúa tôi hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cỗ sân đập lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay tôi dâng cho hết cả. Vua David nói cùng Ornan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu, chẳng tốn chi cả. Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy trả cho Ornan giá bằng xiếc lơ vàng cân nặng 600 xiếc lơ. Tại đó David cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu, của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Đức Giê-hô-va dạy biểu thiên sứ bèn xỏ gươm mình vào vỏ. Trong lúc đó, David thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm lời mình tại trong sân đạp lúa của Ornan người Jebusit, thì người bèn dâng của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Ca-ba-ôn. David không dám đi đến trước mặt bàn thờ ấy đặng cầu vấn Đức Chúa Trời, bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của Đức Giê-hô-va. David bèn nói: Ấy, đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Israel. Khi Satan sàng sảy các sứ đồ như sàng sảy lúa mì, nó đã nhận được câu trả lời
Đó chính là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cầu thay cho các môn đệ của Ngài. Và thay vì đức tin thất bại, thì các anh em lại được thêm đức tin. Luca chương 22 câu 31-32. Hỡi Simon, Simon, nay quỷ Satan đã đòi sằng sẻ ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Ở trong bối cảnh khác, thì các sứ đồ có xin Chúa. Luca chương 17 câu 5. Các sứ đồ thưa Chúa rằng, xin thêm đức tin cho chúng tôi. Và hiện nay Chúa Giêsu đang sống và cầu thay cho dân sự của Ngài. Thư Giăng thứ 2, chương 2, câu 1 đến câu 2. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Và trên hết, khi Satan giết Chúa Giêsu trên thập tự giá, thì chính cái chết đó đồng nghĩa với sự hủy diệt hoàn toàn và cuối cùng của hắn. Hebrews chương 2 câu 14. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Quan sát thứ 3, Leviathan hay là chim sẻ. Khi Đức Chúa Trời cần nói rõ cho Job biết Ngài vĩ đại như thế nào, Ngài sẽ giới thiệu cho Job một bản tóm tắt về sự sáng tạo hùng mạnh của Ngài để bắt đầu khiến ông hiểu được sự vĩ đại đó. Trong những cái đó thì có Leviathan xuất hiện. Đó là một loài động vật thủy quái mà trong Kinh Thánh nói là con cá sấu, behemoth, con trâu nước. Có ý kiến cho rằng đó là con khủng long thời đó. Ở trong Job 40 câu 24, Đức Chúa Trời hỏi Job, người há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao? Chim đây, người ta liên hệ đến con chim sẻ đấy. Như chúng ta đã biết, Job rất ấn tượng đến nỗi kính sợ Đức Chúa Trời. Sự kính sợ Đức Chúa Trời của ông được lấy lại cân bằng. Job chương 42, câu 2 đến câu 6. Job thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến. Tức là các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Trong Luca chương 12 câu 4 đến câu 7, Chúa cũng nói rõ với các môn đồ rằng họ nên sợ ai. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ các ngươi biết phải sợ ai. Phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Tuy nhiên, giống như Job, các môn đồ được khuyến khích là tin cậy Chúa ngay cả sau khi chết. Để làm rõ điều này, Chúa cũng sử dụng một tạo vật nhỏ bé của Ngài, đó là con chim sẻ. Con chim sẻ này nhận được mọi sự chú ý của Đức Chúa Trời vĩ đại. Nhưng Chúa thì nói chúng ta là bạn của Ngài. Điều chúng ta cần đó là thêm đức tin, sự kính sợ Chúa đúng đắn. Như trong Châm Ngôn chương 14 câu 26. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Quan sát thứ tư, tại sao người công chính lại phải chịu đau khổ? Câu hỏi xưa cũ này đã được đưa ra trong cuốn sách, có lẽ là cổ nhất trong Kinh Thánh, đó là sách Job. Chúng ta có thể đưa ra hai câu trả lời cho vấn đề này. Thứ nhất, qua mọi sự rốt cuộc để Đức Chúa Trời được tôn vinh. Điều này được thể hiện ở trong Job chương 1 và 2. Ở trong Job chương 1 và 2 là Đức Chúa Trời làm chứng tốt về Job. Qua hơn 30 chương, thì chúng ta thấy là Chúa đúng, Satan là kẻ nói dối và đức tin của Job được công nhận. Và điều thứ hai nữa là để người công chính được nhiều phước hơn nhờ trong sách Job chương 42. Satan tuyên bố trước mặt Đức Chúa Trời rằng Job là kẻ đạo đức giả ở trong lòng. Nó nói rằng Job thực ra chỉ yêu phước lành của Chúa ban chứ không yêu người tặng quà. Đó là lý do tại sao hắn đề nghị Chúa hãy lấy đi những món quà mà Ngài ban cho Job
để và rồi ấy, nhìn xem Job sẽ từ bỏ Chúa và nói cho thế gian biết rằng Job không có yêu Chúa thật, như Job chương 1 câu 9 đến 11. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Job vẫn kiên định thờ phượng Đức Chúa Trời trong cơn đau khổ tột cùng. Job biết rằng Chúa ban cho và lấy đi, và ông ra đời không có gì, cho nên không có quyền để đòi bất kỳ một món quà nào. Ông nhận ra rằng Chúa không hề nhầm lẫn khi Ngài thậm chí có lấy đi bất kỳ thứ gì. Job chương 1 câu 20 đến 22. Job bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại, và nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Job không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Sau đó, Job lâm bệnh nặng, nhưng ông muốn chấp nhận những điều dễ chịu và khó chịu từ tay Chúa. Job vẫn kiên quyết chấp nhận mọi sự xảy ra, ngay cả khi người vợ ông khuyên ông là nên làm điều mà Satan đã bảo, là hãy bỏ Chúa đi. Job chương 2 câu 9 đến câu 10. Vợ người nói với người rằng: ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người lại đáp rằng: người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Job không phạm tội bởi môi miệng mình. Chúng ta thấy kết cục là Satan lại bị đánh bại, bởi vì Job bám chặt vào Đức Chúa Trời của mình, ngay cả khi mọi thứ bị lấy đi khỏi Job. Tuy đúng là sau chương 2, chúng ta không còn đọc gì về kẻ thù của Đức Chúa Trời này nữa. Sự thất bại của Satan là hiển nhiên, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chưa đạt được mục đích đối với Job. Job tuy là không từ bỏ Chúa, như Satan đã tuyên bố, nhưng trong sự vật lộn của ông với bệnh tật, với đau khổ, với mất mát, Job bắt đầu biện minh cho mình nhiều hơn là cho Chúa, và đả kích lại ba người bạn kia đã xúc phạm ông. Từ chương 3 trở đi, Job vẫn còn một điều quan trọng cần phải học. Ông rất nhỏ bé và Đức Chúa Trời rất vĩ đại. Job phải bước xuống từ vị trí cao, hay là từ con ngựa cao của công lý. Job phải bước xuống, học sự hạ xuống. Job phải từ bỏ ý tưởng rằng Chúa có nghĩa vụ phải ban phước cho ông vì sự công bình và công đức của ông. Và Job phải chấp nhận sự thật rằng những người từng yêu mến và ngưỡng mộ ông trong quá khứ, bây giờ họ đi hết, họ bỏ ông hết. Khi Chúa hiện ra với Job ấy, thì cuối cùng Job thốt lên ở trong chương 40 câu 4 đến câu 5: ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng? Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao? Vậy bây giờ ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi, mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển. Thì trong chương 42 câu 4 đến câu 5: hỡi Chúa, xin hãy nghe, tôi sẽ nói, tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Job bây giờ tin cậy, vâng phục Đức Chúa Trời vĩ đại, công bình và khôn ngoan. Nhưng trước khi Chúa ban phước cho ông, thì Job phải cầu nguyện thay với lòng thương xót đối với bạn bè của mình, là những người trước đây tấn công ông. Những người bạn đã buộc tội ông một cách sai lầm là đạo đức giả, và do đó họ cũng đã tự đẩy mình xuống ngang hàng với kẻ kiện cáo là ma quỷ. Khi Job cầu nguyện cho họ và không còn bị tổn thương nữa vì lòng kiêu hãnh của mình, Chúa đã đảo ngược nỗi bất hạnh nặng nề của Job và Chúa ban phước cho Job gấp đôi. Chương 42 câu 10. Qua thử thách, Job hiểu rõ về bản thân nhiều hơn và hiểu về Chúa nhiều hơn. Nhờ đó Job khiêm nhường, có thể nhận được phước lành phong phú hơn trước. Quan sát thứ 5 về tình bạn. Có bạn bè là quan trọng, nhưng làm thế nào bạn có thể kết bạn và giữ được bạn bè? Một vài gợi ý. Người ta phải dám cởi mở và không xây dựng những bức tường xung quanh mình. Bạn nên khiêm tốn và có thể đặt lợi ích của mình sang một bên. Bạn cần phải chủ động, không chờ đợi sự công nhận của người khác. Bạn nên thành thật và chân thành, vì đó là điều mà tình bạn phụ thuộc vào. Châm ngôn 27 câu 6. Bạn hữu làm cho thương tích ấy bởi lòng thành tín, còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.
Trước tiên người ta không nên nghĩ đến việc mình có thể được lợi ích như thế nào từ tình bạn này mà nên quyết tâm trở thành một người bạn đáng tin cậy đối với người khác. Bạn nên tiếp nhận bạn mình như chính con người của anh ta, bởi vì bạn là một người bạn thực sự khi người kia dám nói to những suy nghĩ của mình ra trước mặt bạn mà không sợ. Người ta nên giữ bí mật và không bao giờ tiết lộ bí mật của bạn bè. Phải trung thành và đáng tin cậy, đặc biệt khi gặp khó khăn. Châm ngôn 17 câu 17. Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Người ta nên cầu nguyện cho bạn mình như Job đã làm, nhưng cũng phải cầu nguyện cho bạn bè như Daniel đã làm. Job 42, Daniel chương 2. Người ta phải đặt Đấng Christ vào trung tâm của tình bạn. Truyền đạo chương 4 câu 9. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Câu 12. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt. Bạn có một người bạn tốt mà bạn có thể trao đổi ý tưởng sâu sắc và vượt qua khó khăn không? Quan sát thứ 6. Sự an ủi từ sách Job. Những hành động của Chúa trong sách Job thích hợp để an ủi chúng ta trong đau khổ khó khăn. Đó là một minh họa tuyệt vời cho Roma chương 8 câu 28. Nhưng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Sách Job được viết bằng tiếng Hebrew. Nó được gửi tới người dân Israel, nhưng nó được dành riêng cho một người, không phải là người Israel. Israel phải nhận ra rằng mỗi một người, bất kể dân tộc hay bộ tộc nào, đều là đối tượng được Đức Chúa Trời quan tâm sâu sắc nhất. Đức Chúa Trời tôn vinh chính Ngài trong cuộc đời của Job. Ngài tỏ ra là đấng đầy lòng thương xót và nhân từ. Những sự kiện trên thiên đàng được mô tả cho chúng ta ở đầu cuốn sách cho thấy rằng mọi việc xảy ra trên đất này đều có nguồn gốc từ trên trời. Satan không thể làm gì được nếu như Chúa không cho phép. Đối với con cái Đức Chúa Trời, không có kiểm tra nào đến từ Satan một chiều, nhưng luôn luôn đến từ chính Đức Chúa Trời. Và nếu Ngài là đấng bắt đầu cuộc thử thách thì Ngài cũng biết kết cục của nó sẽ như thế nào và Ngài sẽ can thiệp. Ngay cả sự thù địch của Satan cũng chính tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, bởi vì chính sự quan tâm, tình yêu và sự hài lòng của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài là điều mà Satan không thể chịu đựng được. Mọi cuộc tấn công của Satan cuối cùng đều có thể nhắc nhở chúng ta rằng Chúa yêu thương chúng ta. Trong thử thách, chúng ta đưa ra nhiều yêu cầu dại dột. Job khao khát được chết, nhưng dù cái chết của ông có thể chấm dứt đau khổ, Đức Chúa Trời vẫn không đạt được mục tiêu vinh quang với Job. Thật tốt khi Chúa không lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta trong những tình huống như vậy. Từ chương 2 câu 11 trở đi, chúng ta không còn nghe thấy điều gì từ Satan nữa. Nó biến mất khỏi hiện trường, hoàn toàn thất bại. Nó không bao giờ giành được chiến thắng cuối cùng với một tín đồ, ngay cả khi điều đó đôi khi có vẻ là như vậy. Vì vậy trong những khó khăn hiện tại, chúng ta có thể tìm được nhiều niềm an ủi từ cuốn sách, có lẽ là cổ nhất của Kinh Thánh này.